Cô đấy phải thay đổi tính cách, nếu không chẳng ở chung được với ai đâu. Hai ta đã ly hôn liên quan gì đến nhau? Cô mặc kệ con trai à? Nó mang họ của anh đấy. Cô đúng là chẳng được việc gì cả. Đã hẹn 8 giờ mà. Giờ hơn 11 giờ rồi. Anh đừng nghĩ nhiều. Tôi vừa đi làm tóc, trang điểm. Lần nào cũng là tôi đợi anh. Đây là lần cuối rồi. Trả tôi 3 tiếng cũng không quá đáng nhỉ. Mới kết hôn hơn 3 năm, có mâu thuẫn gì không thể giải quyết? Hay hai người quay về? Không cần nói nữa, chúng tôi ly hôn. Hai người có con không? Không có. Tài sản phân chia thế nào? Tôi không biết lái xe, xe thuộc về anh ấy. Nhà là đơn vị anh ấy phân, cũng thuộc về anh ấy. Tiền tiết kiệm? Tiền tiết kiệm có bao nhiêu? Hơn 300.000 tệ. Vậy anh giữ lại sinh hoạt phí, còn đâu thuộc về tôi? Anh đồng ý cách phân chia này không? Tài sản và nhà mỗi người một nửa. Được. Điền lại những gì hai người vừa nói vào bản thỏa thuận phân chia tài sản này. Anh thật sự đồng ý chia một nửa nhà cho tôi? Anh đưa em về. Đằng nào cũng về thu dọn đồ đạc. Không cần đâu. Sở lệ phí đăng ký kết hôn của mình cao hơn người khác rồi. Vợ, chứng tỏ sau này mình không cần đến đây nữa. Lên xe, về nhà thôi. Lên xe đi, anh tiễn em. Bàn trang điểm thuộc về tôi. Chúng ta đều thích chỗ cốc này. Vậy mỗi người hai cái. Tủ lạnh là của anh. Máy lọc nước này là đơn vị anh phát, thuộc về anh. Máy giặt anh có cần không? Vậy của tôi nhé. Quạt cũng của tôi. Robot quét nhà anh có cần không? Cho anh đấy. Loa nhạc của anh. TV của anh. Anh cần xem tin tức mà. Tôi lấy iPad vì tôi phải xem phim. Còn mèo thần tài. Anh có cần mèo hay tiền bên trong?
Của em hết đấy. Hiểu Cần, em ngồi xuống được không? Chúng ta nói chuyện nhà cửa. Nhà vốn không đứng tên tôi. Nếu anh hối hận, tôi cũng không miễn cưỡng đâu. Khi mua nhà, anh trả tiền kỳ đầu, nhưng về sau mỗi tháng em đều trả cùng. Theo lý một nửa nhà thuộc về em, nhưng trên hợp đồng mua nhà viết cuối năm sau mới có sổ hồng. Em xem nên thế nào? Thôi bỏ đi. Vốn là anh mua trước kết hôn, cùng lắm tôi về nhà bố mẹ ở. Chúng ta ly hôn như vậy, mẹ có dễ dàng cho em về nhà không? Thế này đi, đợi có sổ hồng rồi bán nhà, chúng ta chia đôi tiền. Tôi chưa từng nghĩ anh sẽ chia một nửa nhà cho tôi. Anh nói rồi, theo lý một nửa nhà thuộc về em. Em cứ coi đó là bù đắp về mặt tinh thần cho chuyện em bé. Em làm phẫu thuật lớn như vậy, sau này chắc chắn để lại di chứng. Sao anh lại nói chuyện vô ý như vậy? Mấy hôm nữa tôi không về nhà ở đâu. Tôi sẽ đi tìm nhà để chuyển nhanh nhất có thể. Anh có thời gian thì chuyển đồ của tôi ra, tôi sẽ tự về đóng gói. Đi ngang qua rồi. Hiểu Cần, hôm qua đúng ngày mà không đến lượt bọn mình. Hôm nay sắp xếp một buổi tắm nước nóng. Chúc mừng sinh nhật nhé. Hôm nay trang điểm kỹ thế. Sao hai người ra ngoài một tối mà mang theo cả vali vậy? Quả sinh nhật liền trở nên tinh tế hơn à? Đi thôi. Trung Hiểu Cần, cậu không sao đi chứ? Không sao. Thời gian trôi thật nhanh, chớp mắt đã đến tháng 7 rồi. Nửa năm trôi qua rồi. Hiểu Cần cung cự giải, cô cung sư tử, tôi cung thiên bình. Nửa cuối năm là sinh nhật tuổi 30. Đúng vậy, cô nhìn cậu ấy nào giống người 30 tuổi. Đúng đấy. Hiểu Cần, cô lớn lên kiểu gì vậy? Sao trông lại trẻ thế? Nói cho cô nghe, cậu ấy có bí kíp đấy. Thật sao? Từ nhỏ cậu ấy đã thích ăn mì ăn liền, vẫn thích đến giờ, nên mới chống lão hóa đấy. Cuộc hôn nhân này, mỗi ngày từ nay về sau đều có thể thấy trước, đó là càng sống càng buồn bực. Tôi không muốn sống thế này thêm ngày nào nữa. Chúng ta ly hôn đi.
Mẹ, Trần Dữ ăn cơm chưa? Chưa ạ. Đoán mẹ mang món gì cho các con này? Gì vậy ạ? Thịt hầm măng các con thích nhất. Tiểu Cần đâu? Cô ấy đi suối nước nóng với bạn rồi ạ. Vậy con mau ăn đi, không nguội mất. Con lấy bát đi, lấy cả thìa to nhé. Vâng ạ. Tục ngữ có câu, sinh nhật của con là ngày chịu khổ của mẹ. Con bé không có nhà, con xem, hôm nay mẹ nấu canh mang qua cũng không gặp được nó. Con ngồi đi, để mẹ. Nhưng sao mẹ gọi điện cho con bé? Từ hôm qua đến giờ đều không được vậy. Điện thoại cô ấy bị hỏng rồi ạ. Vậy sao? Giờ ấy mà, cái gì thiếu thì thiếu được, thiếu điện thoại thì bất tiện lắm. Ngày mai con sẽ đi mua điện thoại mới cho cô ấy. Trần Dữ, con thật tốt. Con biết không, gặp ai mẹ cũng nói Trung Hiệu gần nhà tôi đã tìm một chàng rể hiền. Nào, ăn đi. Mùi vị thế nào? Ngon lắm ạ. Nhưng Trần Dữ này, có chuyện này mẹ luôn vướng mắc lâu nay. Mẹ muốn nhân lúc Hiểu Cần không ở đây nói chuyện nghiêm túc với con. Mẹ nói đi. Hiểu Cần cũng 30 tuổi rồi, có phải con nên tặng con bé một món quà đàng hoàng không? Sổ hồng của căn nhà này chắc năm sau có nhỉ. Mẹ và bố đều nghĩ rằng Hiểu Cần nên đứng tên trên sổ hồng, vậy mới tốt. Con thấy sao? Được ạ. Thật sao? Thật ạ. Trần Dữ, tốt quá. Nào, ăn đi. Bạn yêu, sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn. Vốn tưởng tuổi 30 còn xa lắm, ai ngờ quay đi quay lại đã 30 thật rồi. Hiểu Cần, hôm qua cô ước gì vậy? Tôi tò mò lắm. Phụ nữ qua tuổi 30, có khi nào thứ cô ấy muốn sẽ thay đổi không? Thực ra không đâu. Rất nhiều chuyện sớm muộn cũng xảy ra, không liên quan đến việc qua tuổi 30. Tôi cũng không ước gì cả. Không ước à? Cố Giai, tiếp đến là sinh nhật cô, cô thấy sao? Tôi hy vọng sẽ có cảm giác an toàn hơn. Cô còn thiếu cảm giác an toàn à? Cô sắp sống trong cả kho tiền rồi. Cô có người chồng tốt như vậy, còn cả một bé trai đáng yêu. Dù làm nội trợ, sự nghiệp của hai người là cùng nhau gây dựng, còn sống ở khu tốt nhất. Cô nói vậy thật khiến người ta tức chết mà. Cô không biết vì mua nhà chúng tôi vẫn còn nợ lớn à? Hơn nữa, giờ còn mang nhà thế chấp ngân hàng để vay nợ công ty. Hai người không biết đặc thù của công ty tôi. Chắc hai người không cảm nhận được, giống như mỗi ngày đều ngồi trên thùng thuốc nổ. Không nói về tôi nữa, nói cô đi bạn đi. Cô cũng sắp 30 rồi, cô ước gì? Tôi chắc chắn sẽ ở lại Thượng Hải, sống theo cách mà tôi thích. Nếu tôi không ở lại Thượng Hải, liệu có cơ hội đến Hồng Kông không? Cô toi rồi, cô muốn cùng người ta bỏ trốn à? Đi Hồng Kông là một bước tiến mà, không chỉ kéo gần khoảng cách địa lý. Tôi thấy cách biệt giữa tôi và Lương Chính Hiền cũng không còn lớn nữa. Cô điều tra rõ bên cạnh anh ta còn cô gái nào không chưa? Anh ấy nói mình độc thân, tôi nguyện tin anh ấy. Vẫn câu cũ, trong tình cảm phải bảo vệ tốt bản thân, tuyệt đối đừng khiến bản thân bị tổn thương. Tôi ủng hộ cô bạn đi. Đôi khi đứng yên một chỗ thì không thể tốt lên. Rời khỏi ít nhất còn có nửa cơ hội, có thể xấu hơn nhưng cũng có thể tốt hơn. Trung Hiểu Cần, cậu vừa qua 30 đã bắt đầu nói triết lý rồi đấy. Cô vừa qua 30 sao đột nhiên trở nên sâu sắc vậy? Mình ly hôn rồi. Ngay trong sáng nay, giấy ly hôn còn nóng hôi hổi. Ngay ngày đầu tiên của tuổi 30 à?
Có phải do rối loạn hormone nên bốc đồng không? Cách xử lý đúng là bốc đồng, nhưng những ngày như vậy mình chịu đủ rồi. Hai người cứ im hơi lặng tiếng làm chuyện lớn. Có lẽ từ khi mất con mình đã có ý định này. Hiếm thấy, Trần Dữ cũng thoải mái. Chắc anh ấy cũng có ý định lâu rồi. Cả hai đều chịu đựng đủ rồi, nên đều rất thoải mái. Nói ra mới thấy lạ, trước đây vẫn luôn vướng mắc chuyện đứa bé, nhưng ngay khi ký giấy ly hôn, mình lập tức được giải thoát. May mà chúng mình không có con, không cần cố giữ hôn nhân rồi chịu đựng đến già. Làm gì mà âu sầu thế? Giờ mình đã tự do cả tâm hồn lẫn thể xác. Đây là món quà sinh nhật tuổi 30 tuyệt nhất. Chung vui với mình đi. Này, sao thế? Nào, Hiểu Cần, mình mừng cho cậu. Hiểu Cần, tôi cũng mừng cho cô. Ly hôn thì sao? Ít nhất tôi có thể ở một căn phòng tốt như thế này. Hạnh phúc hết mức rồi. 30 tuổi thật tốt. 30 tuổi vạn tuế. Alo. Uầy. Alo. Chết người à? Mấy người? Anh liên lạc với Tiểu Thị chưa? Anh chưa. Xuống máy bay liền đến chỗ em luôn. Anh muốn chúng ta cùng lên đó. Anh hứa, chị hứa đến à? Chào gì? Gì? Tiểu Thị đâu? Trên tầng. Mọi người lên đi. Vâng. Tiểu Thị. Giờ tình hình thế nào rồi? Dây chuyền sản xuất bị nổ, hai công nhân thiệt mạng. Cảnh sát đã đưa Thẩm Kiệt đi ngay trong đêm, nói là phải khống chế pháp nhân ngay. Bây giờ chỉ còn lại tôi và con, chúng tôi phải làm sao đây? Tôi đâu biết phải làm thế nào đâu. Cô đừng lo lắng. Cô muốn mời luật sư tìm hiểu tình hình không? Hai người có quen luật sư nào không? Tôi có biết đâu. Tôi chưa từng tìm hiểu những vấn đề này. Chỉ chăm con tôi đã bận lắm rồi. Tôi sao biết được? Cô đừng lo, Tiểu Thị. Tôi bảo Huyễn Sơn liên lạc với cô. Tôi không biết. Tim tôi đập nhanh lắm. Mỗi khi Tết đến, mọi người gặp nhau đều chúc năm mới an lành. Riêng với người làm trong ngành pháo hoa, mọi người gặp liền hỏi vẫn bình an chứ.
Năm nay nhà chúng tôi không thể đoàn viên rồi. Cô đừng nghĩ nhiều nữa. Trước hãy nghĩ xem chúng tôi có thể giúp gì được không. Tôi đã đặt vé máy bay rồi. Tối nay tôi sẽ đưa con đi Sydney. Cô định rời đi à? May mà tôi luôn kiên trì, mới không đổi căn nhà lớn hơn. Tiền tích góp được đã dùng để mua một căn nhà đứng tên mẹ tôi ở Úc. Trước đây Thẩm Kiệt nói, nếu xảy ra chuyện thì đưa con đi, cầm cự được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Nếu thật sự phải bồi thường, chỉ cần căn nhà này là đủ. Tiền trong thẻ là cho bố Thẩm Kiệt. Ông ấy giờ đang đi du lịch, vẫn chưa biết ở nhà xảy ra chuyện. Huyện Sơn, anh là anh em thân thiết của Thẩm Kiệt. Bố anh ấy nhờ anh chăm sóc, cũng chỉ có thể nhờ anh thôi. Đơn hàng lớn cậu nói với tôi lần trước có ổn không? Về cơ bản không có vấn đề gì, đã tiến hành theo trình tự khi ký hợp đồng như mọi khi. Tôi còn nghĩ thế chấp nhà vay tiền cho cậu. Lỡ cậu trắng tay, tôi còn giúp cậu được. Giám đốc Thẩm, cậu định giúp kiểu gì? Để cậu sang chỗ tôi làm, nhận luôn chức chuyên gia thiết kế pháo hoa. Sao nói nổ là nổ chứ? Công ty pháo hoa giống như pháo hoa vậy. Nhìn thì vô cùng rực rỡ, nhưng một khi nổ cũng tan thành mây khói. Anh không ngờ công ty của Thẩm Kiệt sẽ xảy ra chuyện. Ông xã, hôm nay anh có nhận ra tất cả mọi thứ của chúng ta đều đang nằm trên thùng thuốc nổ không? Trước đây em muốn mở tiệm đồ ngọt, vào hội phu nhân tìm cơ hội mới, vì muốn trải đường chắc hơn cho nhà mình. Thay vì lo lắng mỗi ngày, chi bằng tính toán đường dài. Vợ à, trước anh không hiểu vì sao em vào hội phu nhân, nhưng giờ anh hiểu rồi. Lúc về em sẽ đặt hai vé máy bay đến chỗ xưởng, phải kiểm tra cẩn thận mới yên tâm. Được, anh nghe em. Trận tứ quý hai rồi, cho cậu bay đi luôn. Em gái, rốt cuộc cô chuyển đến không? Mãi tôi chẳng thấy cô. Ngày mai bắt đầu đi làm, cần tôi sắp xếp xe giúp không? Được, vậy anh lấy giá rẻ tôi nhé. Đương nhiên, chúng ta kết bạn ghi chat nhé. Được, nói cho cô nghe khu này tốt lắm. Nhóm trả sữa, bữa sáng, đi chợ, nhóm nào cũng kết chung được. Rất thích hợp mấy người sống không cố định như chúng ta. Ta kết bạn đi, tôi quét cô. Được, giờ phải sống tiết kiệm chút nào hay chút ấy. Đây chính là ưu thế của khu ngoại thành đấy. Bảo đảm cô ở quen rồi, không muốn đi đâu nữa đâu. Vậy khi đó tôi sẽ nhắn anh nhé. Được, cảm ơn, không có gì. Có gì cô cứ gọi nhé. Khu ngoại thành rộn ràng tiếng người, mang lại cảm giác khác hẳn ở trung tâm thành phố. Nhưng nếu thật sự ở lại, sẽ thích ứng nhanh thôi. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng Hiểu Cần. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Chị Hiểu Cần, chị có chuyển pháp của VIP Shop. Để đây, Tiểu Lương mau đến xem.
Sinh nhật cô qua rồi sao vẫn có quà thế? Ai tặng thế? Không phải quà là tôi tự mua. Tự cô mua sao? Không cần sống nữa à? Hàng giảm giá. Nếu cô thích, tôi gửi chỗ mua cho. Được được. Đúng rồi, tôi có mang cho mọi người xà phòng tự làm của khách sạn suối nước nóng đấy. Còn có cả quà này. Tiểu Trung, Âu Dương mau đến đây. Đây, cảm ơn Hiểu Cần. Cảm ơn Hiểu Cần. Không có gì, thơm quá. Cho cậu. Cảm ơn. Chị hôm nay sao thế? Cái gì sao cơ? Bình thường chị đi làm đâu có bôi son đỏ như vậy. Cũng không kẻ mắt dài thế. Trước không nghĩ là cậu ẻo lạ thế đấy. Cậu nghiên cứu cả trang điểm đấy à? Không đẹp. Chị không hợp trang điểm đậm đâu. Tôi trang điểm thì liên quan gì đến cậu? Những kẻ phán xét vẻ ngoài cách trang điểm của phụ nữ đều là loại đàn ông thiếu phẩm chất nhất đấy. Chị coi em là đàn ông thì em sẽ không nói nữa. Buổi trưa tôi mời mọi người bữa trưa, chọn chỗ nào đắt nhé. Cảm ơn Hiểu Cần, cảm ơn chị Hiểu Cần, cảm ơn. Chọn chỗ nào đắt đi, cô xem đi, chúng ta ăn gì. Đi đi. Có thuốc không? Thôi, khỏi cũng như không. Anh đâu có hút thuốc. Bật lửa đâu? Mang thuốc mà không mang bật lửa, kém thật đấy. Sao không học cái tốt mà lại đi mua thuốc à? Không quan tâm em thì em đi. Em tự đi ăn. Hôm nay anh mời em ăn cơm. Đến nơi sang thế này ăn cơm, còn gọi cả bàn thức ăn. Anh nói rõ đi, bữa cơm này là có ý gì? Sao em thấy giống ăn no rồi lên đường vậy? Lúc em vào tù, anh làm gì? Không phải anh nghĩ cách trừng trị em đấy chứ? Em không về nhà đâu. Em cứ ăn đi. Anh rảnh quá thôi. Chị dâu em đâu? Sao chị ấy không đến đón em? Thật sự nghĩ mình giỏi lắm à? Có cần anh dùng kiệu 8 người khiêng không? Em chỉ muốn đặc biệt cảm ơn chị ấy thôi. Tiền phạt của em do chị ấy tự mình nộp. Đúng hôm sinh nhật, còn đến tận nơi tặng Sam xui xẻo. Trong lòng em cũng thấy hổ thẹn. Hôm sinh nhật cô ấy đi nộp phạt cho em à? Chị ấy không nói với anh à? Chị dâu là người tốt tính. Ai có đứa em trai như em, vợ người đó chắc đều không vui. Vì chị dâu, em tự phạt 3 ly. Mẹ ơi, con có chuyện này muốn nói với mẹ. Con ly hôn rồi. Con ly hôn rồi. Con ly hôn rồi. Con ly hôn rồi. Đúng, phải nâng cao khí thế. Sớm muộn cũng phải trải qua ải này. Mẹ, con có chuyện này muốn nói với mẹ. Bảo bối, sao hôm nay lại về?
Hiểu cần về đấy à? Mọi người đang chơi mặt trược sao? Đúng rồi, hôm nay bạn mẹ đến nhà ta chơi mặt trược đấy. Mau chào hỏi đi. Cháu chào các cô ạ. Con về mà không báo, mẹ không nấu cơm cho con. Dù sao hôm nay mẹ thắng rồi. Hay con đợi lát nữa rồi mọi người cùng ăn cơm. Cùng ăn đi. Không cần đâu, con không đói. Mọi người ăn đi, mọi người ngồi chơi nhé. Hiểu cần, con vừa bảo con muốn nói gì với mẹ cơ. Con định nói gì à? Đúng vậy. Hiểu cần, nào, qua đây ngồi đi. Vâng ạ. Lâu rồi không gặp cháu. Lúc gặp là từ hồi cấp 3. Cháu còn đi hát karaoke cùng các cô. Chớp mắt cháu đã lớn thế này rồi, cũng lấy chồng rồi. Tốt thật đấy. Tôi chẳng thích nghe người khác nói lấy chồng thế nọ thế kia. Con gái tôi lớn hơn Hiểu Cần tận mấy tuổi, đến giờ chưa có bạn trai, khiến tôi lo lắm. Hiểu Cần nhà tôi rất ngoan, khiến tôi không cần lo gì cả. Con rể tôi vô cùng ưu tú, làm việc ở đài truyền hình, là nhân tài đấy, đúng không? Bạn già này, nhớ giới thiệu ai cho con gái tôi nhé. Mọi người cứ chơi đi nhé, cháu đi thay giày đây. Đợi đã, ngồi xuống đi. Là thế này, chẳng phải mọi người vừa bảo gặp phải rất nhiều vấn đề trong cuộc sống sao? Con rể tôi làm việc ở ban tin tức của đài truyền hình. Hay mọi người cứ nói đi. Con đi lấy quyển sổ nhỏ, tôi sẽ ghi lại. Trần Dữ đang đi công tác, Hiểu Cần sẽ ở đây mấy ngày. Đợi Trần Dữ về, tôi sẽ bảo Hiểu Cần nói với nó, để con rể tôi hô hào giúp mọi người được không? Được, ban tin tức đài truyền hình đấy. Giỏi quá, tốt quá. Tôi nói cho bà nghe, vấn đề đỗ xe của khu phải giải quyết đầu tiên. Còn mấy người bán rong suốt ngày vào hẻm nữa, phiền chết đi được. Đúng đấy, mới sáng sớm cứ nói ầm lên khiến người ta không ngủ được. Bán hàng rong đừng vào nữa. Đúng đấy, thang máy nhà tôi bị hỏng, tôi leo thang bộ đau hết đầu gối. Đúng vậy. Mạn Ni, anh đến Thượng Hải rồi, lát sẽ đến gặp em. Không phải mai anh mới đến Thượng Hải sao? Nhớ em nên đổi ngày. Còn vô cùng nhớ món trứng xào cà chua của em. Em ở nhà nấu cho anh ăn được không? Em vừa chuyển nhà, còn chưa dọn dẹp xong. Lần sau nhé. Không sao đâu. Anh muốn xem nơi ở của người phụ nữ mà anh thích. Nhà em thế nào anh cũng thích. Được rồi, được rồi. Bảo bối, 5 phút nữa anh sẽ đến nơi. Em ở đâu thế? Em thấy anh rồi. Em ở đằng sau anh này. Chính Hiền. Sao lại ở nơi xa thế? Hết cách rồi. Tiền thuê phòng tăng nhanh quá. Em gái, anh Như, tôi đang định nhắn tin cho cô. Là thế này, tôi đã tìm cho cô chiếc xe mới. Lát nữa tôi sẽ gửi số điện thoại của tài xế và biển số xe cho cô. Xe mới có đáng tin không? Mặc dù là xe mới nhưng tài xế rất đáng tin. Tuyệt đối đảm bảo an toàn cho cô. Tôi hiểu rồi, được rồi, gặp sau nhé. Cẩn thận đấy. Người vừa nãy có phải tài xế rủ không? Không phải. Coi như giúp ghép xe đi. Giúp ghép xe ư? Giống như Uber cho anh đấy. Uber. Nhưng mấy người đi đường đi chung xe.
không bất tiện sao? Thế nên mới có người sắp xếp, tập trung cùng thời gian, địa điểm, nhường nhịn nhau một chút, cũng coi như ổn. Đây là ưu điểm của khu này. Anh biết cái anh vừa nãy gọi việc này là gì không? Là gì? Sưởi ấm cho nhau. Đã đói chưa? Đói rồi. Bên này. Chỗ em ở có mấy hộ? Tầng này tầm 6 hộ. 6 hộ à? Anh vào đi. Anh ngồi đâu cũng được. Nhớ mùi vị này quá. Lúc trên thuyền điều kiện có hạn. Đây mới đúng là chuẩn đấy. Nào, thử đi. Đúng rồi, em còn chuẩn bị quà cho anh đấy. Đợi nhé, quà sao? Ngon lắm. Đương nhiên rồi. Là cái này. Mở ra xem đi. Thế nào? Hy vọng là anh sẽ thích. Tặng bạn trai à? Tôi thấy vẫn nên tặng ví tiền thì hơn. Ví tiền có thể mang hoặc không? Vali đó có khắc chữ được không? Mạn Ni, sao lại tặng Lương Chính Hiển vali du lịch? Còn là khắc tên lên đó nữa. Mạn Ni, miệng thì nói tin Lương Chính Hiển không có ai, nhưng thật ra trong lòng cũng rất để ý. Lương Chính Hiển suốt ngày bay đi bay lại. Nếu anh ta dám dùng chiếc vali khắc chữ này, chắc chắn không có ai khác. Chiều này lợi hại quá. Nhưng vali này đắt quá. Mua xong phải nhịn ăn uống cả tháng để trả nợ thẻ. Thế mệt mỏi quá. Tôi lấy cái này. Vanuatu. Đó là nơi kết giao sinh tử của chúng ta. Coi là quà kỷ niệm đi. Tốt quá. Cầm chiếc vali này, anh có thể kể với người khác chuyện mạo hiểm của chúng mình. Còn có thể kể rất chân thực. Chỉ là nó quý giá quá. Cảm ơn em. Chỉ cần mỗi lần anh đến đây đều dùng nó thì không đắt chút nào cả. Cảm ơn em. Vậy mau ăn đi. Được. Cà chua nguội sẽ không ngon đâu. Có nguội không? Không đâu. Để anh thuê nhà cho em nhé. Anh không nghĩ là em mua vali cho anh để anh thuê nhà cho em đấy chứ? Đương nhiên là không phải rồi. Căn nhà này cũng rất tốt, chỉ là cách quá xa nơi em làm việc thôi. Anh không thể ở mãi Thượng Hải. Em một mình ở nơi thế này, anh rất lo lắng. Anh cũng không muốn em ghép xe với người ta. Cảm ơn anh. Nhưng không cần đâu. Anh thuộc về em mà. Chỉ thuê một căn nhà thì có sao đâu. Em thấy em ở đây rất tốt. Sau này mỗi lần anh đến Thượng Hải, em có thể ở khách sạn cùng anh. Ok. Được. Anh hiểu rồi. Sau này anh sẽ không nhắc đến chuyện này nữa. Cheers. Cạn ly. Cheers. Cạn ly. Nhà mới của mèo con.
的去体会这座城市隐藏的漆黑，去向时间示威，去看寂寞插队，闭着眼睛找一个座位。听说认真的女人最美，可又有谁懂我的狼狈？心有勇气支配，没勇气愧对，看自己的傻劲无言以对。别气馁，生我最大的安慰，卑微还是高贵，都要带着懊悔继续飞。夜晚的碎梦将我包围，眼下的泪和身体